Tại lễ hội Hương Bưởi Bạch Đằng lần 3 năm 2024, Hợp tác xã Bưởi Bạch Đằng có nhiều gian hàng của các thành viên trưng bày các loại bưởi có ngoại hình bắt mắt và chất lượng vượt trội. Và để có được những trái bưởi thành phẩm chất lượng cao, Hợp tác xã đã áp dụng quy trình việt gáp và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử cho sản phẩm bưởi. Được thành lập từ năm 2018, Hợp tác xã Bưởi Bạch Đằng hiện có 11 thành viên, với diện tích khoảng 9,5 hectare, nhiều thành viên hợp tác xã trồng nhiều loại bưởi đặc sản mang thương hiệu bưởi bạch đằng như bưởi đường da láng, bưởi đường lá cam, bưởi ổi. Trong đó, bưởi đường lá cam là loại bưởi được trồng chủ lực, được sự hỗ trợ của các ngành, các cấp, các thành viên trong hợp tác xã đã chuyển đổi cách trồng bưởi truyền thống sang trồng bưởi theo hướng hữu cơ và áp dụng quy trình việt gáp vào quá trình trồng trọt. Hiện tại, mỗi thành viên trồng bưởi được hỗ trợ khoảng 5.000 m2 để thực hiện quy trình việt gáp cách làm này đã mang lại hiệu quả về năng suất cũng như chất lượng trái hiện tại hợp tác xã đã áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử cho sản phẩm bưởi điều này sẽ giúp người dùng có thể biết được nguồn gốc xuất xứ những tiêu chuẩn của trái bưởi và cả chỉ dẫn địa lý đồng thời giúp việc đưa trái bưởi lên các sàn giao dịch điện tử thuận lợi hơn